Ok chào các bạn Ok chào bạn Phong Chào bạn Phùng Thị Thu, chào bạn Đỗ Đại Học Chào các bạn, các bạn thân mến hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với chương trình uh, Học Tổng ôn từ vựng ngữ pháp Và đây là chương trình, đây là buổi đầu tiên mà cô hỗ trợ các em 2K2, 2K3 Chợ học ngữ pháp Ok chào bạn Huyền Avi, chào Mai Ngọc, chào Thùy Linh Các bạn thân mến hôm nay là buổi đầu tiên mà chúng ta học với cô cũng là buổi đầu tiên mà cô làm việc với các bạn vì vậy mà chúng ta sẽ chúng ta gọi là vừa học và vừa làm quen với nhau hôm nay cô chọn một bài gọi là không quá dễ nhưng mà cũng không quá khó ban đầu thì cô định dạy một bài đó là cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động thông thường à, tuy nhiên bởi vì là cô không chắc được là thực lực của các bạn tới đâu vì đây là buổi đầu tiên vì vậy mà cô chọn một cái bài ở cái mức độ gọi là không khó không dễ để chúng ta sẽ có hứng thú học hơn sau buổi hôm nay thì cô sẽ xem xem cái sức học của các bạn như nào Nếu như các bạn học tốt thì cô sẽ duy trì chương trình học ngữ pháp nâng cao Còn nếu như mà các bạn đã các bạn học chưa tốt thì cô sẽ quay lại với chương trình ngữ pháp cơ bản nhé Ok, rồi, chào bạn Ok, chào Mai Phương, chào các bạn Ok, chào bạn Thanh nhàn Ngô, chào Đoàn Đức Thưa thân mến, các bạn đã xem qua phần tài liệu của cô chưa ạ? Ok, chào bạn Bùi Quỳnh Trang ạ Hôm nay tất cả những bạn ở đây đều là học sinh 2K2, 2K3, 2K4 hết ạ Ok, chào tin lộc, chào Đỗ Thành Đạt ạ Ok, có anh chị nào 2K đang học thêm 2K1 đang xem chương trình của cô không ạ? Chưa Ok, chào em, chào Mai Phương ạ Em 2K1 à? <laughs> 2K1 vẫn thi xong vẫn còn hứng thú học với cô sao? Nhờ yeah. Rồi, chào Thư Bùi Ồ, hôm nay lại có rất nhiều canh chị 2K1 học với cô à Rồi, ok, cảm ơn canh chị 2K1 à, Các bạn thân mến, các bạn đã xem qua phần tài liệu này của cô chưa ạ? Hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn với phần chuyên đề về bị động đặc biệt Với phần chuyên đề bị động đặc biệt thì hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn uh, tổng cộng là Cô sẽ hỗ trợ các bạn tổng cộng là 11 loại bị động đặc biệt nhá Hôm nay chúng ta sẽ học là có tổng cộng 11 loại bị động đặc biệt nhờ. Hôm nay chúng ta sẽ học là có tổng cộng là 11 loại bị động đặc biệt. Đây là một bài tương đối rắc rối chứ không phải là một bài nhẹ nhàng. Hôm nay cô sẽ dạy các bạn bằng cái cách đó là dạy các bạn bằng các công thức để các bạn có thể áp dụng được với phần bị động đặc biệt. Nói chung là hôm nay là một bài tương đối tương đối vất vả đấy. Nên là cô nghĩ là nhờ cô nghĩ là các bạn sẽ cần phải hít thở sâu trước khi vào buổi học. Cô có nói trước với các bạn rằng đây là buổi để cô trò chúng ta làm quen với nhau Nếu như buổi hôm nay các bạn làm tốt thì buổi sau cô sẽ nâng mức độ khó lên nhá. Thế còn nếu như hôm nay mà chúng ta học chưa tốt thì buổi sau cô sẽ giảm mức độ xuống Chúng ta sẽ đi từ ngữ pháp cơ bản Rồi, ok à, Hải Ngân 2K1 à. Rồi, cảm ơn các bạn 2K1 Cảm ơn các anh chị 2K1 vào đây cổ vũ cho cô Rồi, chúng ta bắt đầu học nhé Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Ok, chào anh ngáo ngáo ạ Anh ngáo ngáo là anh được 9,8 thi trung học quốc gia năm vừa rồi đấy Đúng không ạ? Em 2 k 1 đây ạ. À? <laughs> oh, ok. Được chưa? Được chưa? Sẵn sàng học chưa ạ? Rồi, ok. Chào, hôm nay hình như đến phải đến hơn 1/2 là học sinh của các anh chị 2K1 rồi sao ấy, đúng ạ? Sẵn sàng chưa? Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa ạ? Chưa 2K2 điểm danh đi à? <laughs> ạ. Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa ạ? Rồi cô chào bạn là Hương Lan của đến từ Vũng Tàu. Chào các bạn. Các bạn sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi chúng ta sẽ bắt đầu học nhé. Sẵn sàng chưa? Ok. Các anh chị 2K1 vừa thi xong thì không cần học chương trình này của cô đâu nhá. Yeah. Nếu mà các anh chị 2K1 thì có thể tát mấy em 2K2 mà ở bên cạnh nhà các bạn Các anh chị vào học thôi chứ còn 2K1 thì bây giờ hãy xả hơi thư giãn đúng không ạ Chuẩn bị bước vào đời sống sinh viên Rồi sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta bắt đầu học nhé Rồi cô sẽ có này Ở hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn với 11 bị đầu đặc biệt Tuy nhiên trong khoảng thời gian là một tiếng Vì vậy mà tất cả những cái mà cô hỗ trợ các bạn dưới đây chỉ mang tính chất định hướng cách học nhờ định hướng cách học định hướng cách sử dụng công thức để vào làm bài thế còn để mà các bạn có thể áp dụng một cách thành thạo thì cô nghĩ là các bạn phải cần có nhiều bài tập để áp dụng rồi chúng ta sẽ có nhé với câu số 1, các bạn sẽ nhìn cho cô câu này của chúng ta như sau này people talk that he had boarded the plane in New York vậy thì cô sẽ có với câu này cô nó sẽ là bị động của các từ chỉ quan điểm ý kiến cái phần cái phần công thức này cô đã cho các bạn cô đã chụp lên cho các bạn rồi đúng không ạ cô sẽ có loại bị động đặc biệt thứ nhất đó là bị động với các động từ chỉ quan điểm ý kiến bạn xem cho cô nhé nó sẽ có công thức như sau này cô sẽ có là công thức s 1 cộng với vấp 1 cộng với ra cộng với s 2 cộng với vấp 2 có hai cách để viết nghe này cách thứ nhất chúng ta sẽ dùng chủ ngữ là ít mượn một chủ ngữ giả là ít Nhớ chưa? Rồi sau đó cộng với cái động từ vấp 1 đấy xử lý cho cô ở dạng bị động. Nghe công thức không tí nữa cô không chiếu lại này. Nhớ. Thì cô sẽ có là ít này. Cộng với vấp 1 ở dạng bị động này. Cộng với that này. Cộng với s2. Cộng với vấp 2. Nhớ. Vậy em nhớ cho cô như sau. Đó là khi em viết bằng chủ ngữ là ít thì động từ của em động từ một sẽ chơi bị động còn toàn bộ mệnh đề từ vát trở đi sẽ giữ nguyên Nhớ chưa ạ với cách thứ hai đó là em đưa cái chủ ngữ hai tạm sao biết đó là chủ ngữ hai Đó là chủ ngữ đứng sau đằng sau tát này đưa lên. Nó sẽ là S2 này, sau đó cũng đưa cái anh vấp một xuống chia cho cô ở dạng bị động nhá. Sau đó dùng không dùng ra nữa mà dùng tu. Tu thì có hai hình thái xảy ra. Nếu vấp 2 và vấp 1 cùng thì chúng ta dùng tu cộng vấp 2 nguyên dạng. Thế còn nếu như vấp 2 với vấp 1 khác thì chúng ta dùng dạng tu have và vấp 2 P2. Nhá. Bạn xem cho cô phần ví dụ sau của cô, ví dụ như sau này. People believe that 13 is an unlucky number. Thì cô sẽ có lại viết bằng cách thứ nhất, đó là chủ ngữ là it. Sau it cộng với vấp 1 ở dạng bị động. Vấp 1 của cô là từ believe. Believe của cô đang chia hiện tại đơn đúng không ạ? Thì nó sẽ là thành là it is believe that. Rồi đằng sau chúng ta từ that trở đi đằng sau chúng ta sẽ viết nguyên. Đấy là cách thứ nhất. Với cách thứ hai thì cô sẽ có lại đưa chủ ngữ hai nên làm chủ ngữ câu. Chủ ngữ hai là chủ ngữ ở sau that. Thì cô sẽ có là 13 e b Lê. tại sao lại e b Lê? vẫn bị động đầu từ đầu tư nhất đúng chưa rồi chúng ta sẽ đặt tu trước động từ thứ hai chỗ này rất là quan trọng này Nhờ, tu trước động từ hai nhá động từ thứ hai của cô là hiện tại ở đằng trước động từ b l cũng là hiện tại vậy nó sẽ là to be đúng không an Un unlucky number rồi bây giờ bạn sẽ xem cho cô như sau các bạn nhớ là lúc cô giảng công thức các bạn chịu khó các bạn nghe giúp cô để các bạn biết cách làm Bây giờ cô sẽ hỗ trợ các bạn vào phần câu này chúng ta nhá Cô sẽ làm cho các bạn với câu số 1 Đúng không ạ? Thế còn câu số 2 các bạn sẽ tự làm. Rồi ok, hôm nay có rất là nhiều anh chị 2K1 học với cô. Cô rất là cảm ơn tình cảm của anh chị 2K1 dành cho cô nhá. Yeah. Hôm nay có rất nhiều anh chị 2K1 nhá yeah. và cô cũng không chắc được là là ở trong này có bao nhiêu em 2K2 nhưng mà hôm nay cô thấy là có rất là nhiều học sinh thân quen của cô rồi. Thì cô sẽ có nhá. À, với những em là học sinh 2K2, 2K3 và 2K4, hôm nay em sẽ tương tác hết mình với bài này của cô để cô sẽ biết được thực lực của các bạn tới đâu Các bạn đã ổn chưa Nếu các bạn ổn kiến thức cơ bản rồi Thì cô sẽ dạy hỗ trợ tăng cường với ngữ pháp nâng cao Còn nếu các em mà chưa ổn Thấy bài này quá khó Cuối giờ các em feedback lại cho cô Giờ thì cô sẽ giảm mức độ buổi học xuống Đúng không ạ Với câu số 1 Cô sẽ có như sau Viết bằng cách thứ nhất là viết bằng ít Vậy nếu viết bằng ít Chúng ta sẽ có như sau này Động từ thứ nhất của cô là từ thuộc Của chúng ta đang chia ở quá gửi đơn Bây giờ phải nhớ đến công thức bị động của quá khứ đơn Có công thức là gì? Nhớ. Bị động của quá khứ đơn có công thức là gì? Thì em phải nhớ cho cô đến phần bị động của bị động cơ bản Bị động cơ bản thì cô sẽ có như sau Thì quá khứ đơn Khi nó chuyển sang bị động Nó có công thức như sau Giống sang này Chủ ngữ cộng với was Hoặc was cộng với p2 nhá Vậy thì với câu này của chúng ta Cô sẽ có như sau Với chủ ngữ là ít Chúng ta sẽ dùng was Đúng chưa ạ? Rồi sau đó từ thổ của chúng ta vẫn giữ nguyên là thổ. Rồi thế nhá, nếu viết chủ ngữ bằng ít thì đằng sau chúng ta sẽ viết nguyên cái mệnh đề đằng sau. That. Và từ that trở đi em sẽ yên tâm là viết nguyên không đổi gì cả. Ok, bạn Nguyễn Vân Oanh là học sinh của nhóm chuyên đề của cô đúng ạ? Vân Oanh thân mến vì động từ cô là talk, động từ chia quá khứ đơn thì ở đây của em phải thể hiện nó là it were chứ không phải là it is. Nhớ không nhá, lỗi sai cơ bản của em ở chỗ này thì của nó là quá khứ thì em phải dùng là it were chứ không phải it is. Xong chưa? Xong chưa? Rồi hôm nay có rất nhiều các bạn của học sinh nhóm chuyên đề 3 đúng không ạ? Đang học với cô vì đây là chương trình học của chuyên đề 3 Rồi xong câu số 1 chuyển cho cô sang cái cách thứ hai Với cách thứ hai cô sẽ có như sau Đó là viết lại bằng hi Hi được hiểu là chủ ngữ hai Làm thế nào cô biết đấy là chủ ngữ hai đứng đằng sau that Vậy thì cô sẽ có câu đấy sẽ viết là hi. Xong đến gì nữa ạ? Vẫn bị động đầu thứ nhất Nó sẽ là he were Xong tiếp theo đến gì ạ? Talk Rồi sau đó đến đặt tu cho cô nhá Không dùng that mà dùng tu được không ạ He would talk to Đằng sau này Đằng trước của cô là từ ở quá khứ đơn Đằng sau cô có từ have bought là quá khứ hoàn thành Vậy thì cô sẽ thấy lấy tính là quá khứ đơn với quá khứ hoàn thành tính bằng khác thì Vậy nếu là khác thì nó sẽ phải là he would talk Sau đó tu cộng với have Chưa à, nhớ này Have cộng với vấp pi, 2 cô sẽ lấy động từ chính của nó là động từ bought Được nhớ The plan in your... Chấm chấm không đổi đằng sau Ok, xong chưa? Rồi, tiếp này, bạn đã chuyển cho cô sang câu số 2 v Bây giờ cô đã làm cho các bạn một câu số 1 rồi Thì em hãy tự áp dụng cho cô với câu số 2 Nhờ, Với câu số 2, các bạn sẽ làm được câu đấy như nào? Nhớ, bạn nhớ cho cô vì hôm nay cô hỗ trợ các bạn 11 loại bị đọc đặc biệt cơ Lên à? Nhưng mỗi một cái loại cô chỉ áp dụng được khoảng 2 câu thôi Vì vậy mà các bạn nhớ là buổi học của cô chỉ mang tính chất hướng dẫn các bạn học và định hướng cho các bạn thôi còn bạn muốn thành thạo được bạn phải làm thực nhị thực sự phải làm nhiều bài tập nhá. Rồi bây giờ với câu số 2 các bạn sẽ chọn cho cô được. Với câu số 2 bạn sẽ viết như nào nhỉ? Ok, nào với câu số 2 các bạn sẽ chọn được đáp án như nào đây ạ? Nào, nhanh nhá bởi vì hôm nay chúng ta là chương trình viết lại câu mà. Vậy nếu viết lại câu sẽ là tương đối chậm đấy. Nhớ mà cô nghĩ là các em bé hay k 2 k 3 mùa hè vẫn còn đang chơi mà cô bắt học khoảng hơn một tiếng là sẽ mỏi. Với câu số 2 viết lại cho cô bằng ít thì sao? Ok Huyền AV. Huyền Avi cũng là học sinh nhóm chuyên đề 3 hình như hôm nay chuyên đề 3 gần như áp đảo rồi đúng không? Với câu số 2, đầu tiên em sẽ căn cứ bằng believe là hiện tại nhá. Anh này hiện tại này, hiện tại mà đưa về bị động thì nó sẽ phải là is e. Xong đến tiếp theo là gì ạ? be. Rồi, sau đó đến tiếp theo đó là gì ạ? That... Nhớ là cái cách viết bằng ít là cái cách đơn giản nhất đúng ạ? It là that... đằng sau chúng ta viết nguyên không đổi gì cả. Nhớ, yeah. người ta tin rằng tất cả trẻ em sinh ra đều được đều có sinh ra đều với cái chỉ số thông minh là ngang bằng nhau, nhá. Yeah. Xong câu thứ nhất của cách với bị động đặc biệt loại số 1 thì chuyển cho cô bằng cách thứ hai. Với cách thứ hai người ta viết lại bằng all children. All children của chúng ta vẫn là chủ ngữ hai nên làm chủ ngữ câu, động từ của chúng ta sẽ là believe ở hiện tại đơn đúng không ạ? Bị động ở hiện đơn nhưng mà children là số nhiều, những đứa trẻ thì bạn phải dùng to be là o Cẩn thận có rất nhiều anh sai câu này Đúng không ạ Own children are. Xong rồi tiếp theo đến từ gì ạ Bê lệ Rồi bây giờ không dùng ra nữa nhá Mà dùng to Được chưa Dùng to này Đằng trước cô có từ bê lệ like, Chia hiện tại đơn Đằng sau cô có từ a của chúng ta Cũng chia hiện tại đơn Vậy thì cô sẽ có là Đằng trước và đằng sau cùng thì Vậy nếu đằng trước và đằng sau cùng thì Thì cô sẽ dùng to cộng vấp nguyên dạng thôi Nguyên dạng của a sẽ là be Chưa To be born With equal intelligence. Xong chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi, xong câu số 2. Ok chưa? Xong câu số 2. Ở nhá, cô thấy bạn Lê Nhất Vi nhỉ? Lê Nhất Vi cũng trong chuyên đề 3 đúng không ạ? Lê Nhất Vi thân mến, khi em viết chủ ngữ của em là own children, children là số nhiều mà, thì em không thể dùng y được, nhớ phải dùng động từ là a. Được chưa? Rồi, ok, các bạn rất ổn phần này. Chuyển cho cô sang phần thứ hai của cô. Chợ phần thứ hai đấy cô sẽ có là câu 1 2 của cô là một loại bị động. Thế cô sẽ có câu 3, 4 là một loại bị động Đây là tài liệu mà cô soạn mới Nhờ, Tài liệu này cô chưa dùng cho các anh chị 2K1 Bởi vì là tài liệu mà cô hiệu soạn mới Bởi vì cô biết rằng chương trình ngữ pháp là chương trình mà cô đã hỗ trợ rất là nhiều rồi Nên là đối với 2K2 toàn bộ, gần như toàn bộ tài liệu là cô soạn mới hết Không dùng lại tài liệu, cũ Đúng không? Nếu như dùng tài liệu cũ thì gần như nó chẳng có cái gì mới mẻ khi bạn học với cô cả Mà cô là người thích sự mới mẻ với câu số 3 và câu số 4 chú ý của cô đó là một câu sẽ là câu cô hướng dẫn làm và một câu là câu các bạn tự làm nhé với câu số 3 nó sẽ là ở loại bị động của động từ make đó là một dạng bị động bạn thừa nhận cho cô như sau này nó có công thức như sau công thức chủ động đó là chủ ngữ cộng với động từ make cộng với tân ngữ đằng sau vấp của nó chia nguyên ra thực ra nó rất là đơn giản khi nó chuyển sang bị động thì cái tân ngữ này tân ngữ là đứng sau cái từ make đấy đúng không ạ chuyển xuống làm chủ ngữ của câu rồi động từ make đưa về bị động bị động nó sẽ là bi cộng với make rồi cái động từ vấp nguyên dạng để đổi thành tu cộng với vấp nguyên dạng Nhớ, nhớ cái cách cô hôm nay cô hướng dẫn các bạn Cái cách sử dụng cái công thức này vào làm phần bài tập bị động đặc biệt như nào Vậy thì cô sẽ có với câu số 3 của chúng ta Bạn xem cho cô như sau Với câu số 3, ai ở đâu chui ra Ai đứng sau từ, ai là do từ mi đổi thành Đúng chưa Vậy nhá, từ mết này của cô là quá khứ đơn này Bị động của quá khứ đơn có công thức là was hoặc were cộng với P2. Trong trường này cô chỉ dùng were thôi. Vì sao? Nhờ, bởi vì là I có một mình tôi mà, số ít thôi. I were này. Sau đó đến gì nữa? Made này. Rồi đến từ trend của chúng ta nguyên dạng thêm tu vào đấy cho cô. Tu trends. Ok, my my. By my parent. Cho my parent vào đây cho cô nhá Chợ, by my parent. But I didn't. là câu dịch là tôi bị bắt phải thay đổi quyết định của mình bởi bố mẹ tôi nhưng mà tôi đã không bị Đúng rồi. rồi chúng ta sẽ có xong câu số 3 của chúng ta à Vậy đây chúng ta sẽ có But I didn't Rồi didn't share my mind Để đằng sau như thế cũng được Rồi bây giờ em tự xử lý cho câu câu số 4 đi ạ à. Với câu số 4 các bạn sẽ làm được như nào ạ à? Hình như hôm nay toàn học sinh giỏi Đang học với cô ấy sao Vì cô thấy các bạn làm rất tốt Đúng rồi cô thấy các bạn làm rất là tốt Nào tương tự như vậy với câu số 4 thì Với câu số 4 bạn sẽ làm được câu đấy như nào ạ à? Ok, với câu số 4 các bạn sẽ làm được câu đấy như nào ạ? Ok, tương tự như câu số 3 thì cũng với câu số 4 các em cũng làm như thế nhá Em sẽ có từ mi đổi xuống đây thành I, made là quá khứ Vậy nó sẽ là I were made, đúng không ạ? To, được đặt to trước từ tell the truth được chưa? Tôi bị ép phải nói sự thật Xong chưa, xong chưa I were made to tell the truth Rồi, tốt, tôi bị ép phải nói sự thật, tốt nha rồi xong câu số 4 chuyện cho cô sang câu số 5 của chúng ta Dạ yeah. Xong chưa ạ? Rồi xong câu số 4 chuyện cho cô sang câu số 5 này Với câu số 5 của cô nó ở cái loại sau Đó là bị động của từ let Dạ bị động của let Em xem cho cô xem cái công thức bị động của let như nào Em xem cho cô như sau Chưa Cô sẽ có như sau này à, với phần bị động của em sẽ xem cho cô như sau là ở dạng chủ động nó là chủ ngữ cộng với let cộng với tân ngữ cộng với vấp chia nguyên dạng nhớ chưa cô một điểm đặc biệt nó vẫn chuyển bị động bình thường thôi ạ à. đó là tân ngữ trèo xuống đây làm chủ ngữ nhưng mà cái động từ let đấy khi chuyển sang bị động nó đổi thành be allowed hoặc permitted nhớ là cái động từ let của chúng ta không có dạng bị động vì vậy mà khi nó chuyển bị động nó đổi cho cô thành từ allow hoặc từ permitted rồi động từ đằng sau vấp be đổi cho cô thành tu cộng vấp nguyên dạng đó ạ xem cho cô kỹ phần công thức này chưa rồi nhá, vậy thì em sẽ chuyển lại cho cô phần sau của chúng ta. Nhờ, chuyển cho cô phần sau của chúng ta này. À, với câu số 5, cô sẽ làm mẫu cho em câu số 5 trước. Đúng ạ. Sau em sẽ tự làm cho cô câu số 6. Với câu số 5 thì cô sẽ có này. Hơ đổi cho cô thành suy. Nhớ tân ngữ, trèo xuống đây làm chủ ngữ thì phải đổi thành suy. Đức là đại diện của quá khứ đơn. Bị động của quá khứ đơn nó sẽ dùng to be là were. Ở trên tiền địa ở dưới nó phải là wasn't. Từ nay đấy phải đổi cho cô thành từ allowed. Rồi, động từ go nguyên dạng đổi cho cô thành từ to go. The movie with her friends. Sau đó cho by her parents. Đặt by trước trạng thời gian nhé. By her parents. Chưa? Last night. Xong câu đấy của chúng ta chưa? Rồi, xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6. Vậy thì với câu số 6 các bạn sẽ làm được câu đấy như nào ạ? Ok, xong câu số 5 thì mời các bạn sẽ chuyển cho cô sang câu số 6 ạ. Thì với câu số 6 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy như nào ạ? Ok, với câu số 6 cũng như câu số 5. Vậy là cô có chú ý của cô khi cô soạn những cái câu này mà nó theo cái thứ tự trình tự đúng tất cả những cái phần bị động mà các bạn sẽ học nhá. Hôm nay của cô sẽ là một buổi tổng quát về phần bị động đặc biệt. Tuy nhiên, để mà thành thạo được phần và được nhớ được cái công thức của bị động đặc biệt, các bạn phải làm nhiều bài tập nhá làm cỡ khoảng 100 câu đến khoảng 200 câu là ok cho phần này nhá yeah. với câu số 6 chúng ta nhờ, chúng ta sẽ có như sau này we ở đâu chui ra we ở từ us này đổi thành we đúng không ạ tân ngữ chéo làm chủ ngữ câu vậy thì cô sẽ có với câu số 6 cô thấy bạn trần hà nhi chọn là we are ok cô thấy bạn lê khánh chọn là we were bạn nhớ chưa cô như sau này, cái anh đánh khá là đặc biệt Đó là anh ấy có 3 dạng hiện tại, quá khứ và phân từ đều cùng một dạng giống nhau Đó là lại lại ba dạng giống nhau như này đúng không? Vậy thì cái anh đấy phải xem chủ ngữ của cô là gì À câu này có trạng thời gian rồi Có trạng thời gian yes, đấy, quá khứ đơn Vậy nếu quá khứ đơn thì suy ra câu này gọi thì quá khứ đơn này Quá khứ đơn mà bị động nhở Thì nó sẽ phải là we xong đến gì ạ? Were nhở Từ lát đấy phải đổi thành từ gì ạ? Allow hoặc permit tùy em Cô thích từ allow hơn đúng không ạ? từ you xuống nguyên dạng đổi cho cô thành to you chợ by mary cho by lên trước đúng không by mary yesterday vì chúng ta có một quy tắc đó là đặt by trước trạng từ thời gian được không ạ rồi giờ nhá xong câu đấy chuyển cho cô sang câu số 7 thì cô sẽ có câu 7, 8, 9, 10 của cô đó là bị động của động từ chi giác chưa bị động của động từ chi giác này cô sẽ có trường hợp thứ nhất là cô đó là bị động của những từ chỉ quan điểm ý kiến chợ những từ chỉ quan điểm ý kiến là loại thứ nhất, nhớ nhá. Bị động của những từ chỉ quan điểm ý kiến này. Loại thứ hai đó là bị động của mết này. Chợ của mết thứ ba là bị động của net này, này. và tiếp theo cô là động từ bị động của chi giác, động từ chi giác đúng không ạ? Với bị động của động từ chi giác nó lại hơi lằng nhằng một xíu, các bạn hãy theo dõi cho cô phần sau. Chợ xem cho cô là bị động của động từ chi giác có cô sẽ có như sau với công thức chủ động nó có dạng là chủ ngữ cộng với động từ cộng tân ngữ cộng vấp be vấp be là vấp vâng nguyên dạng nhá khi nó chuyển về bị động vẫn cách làm như trên cho cái anh tân ngữ này xuống làm chủ ngữ ở câu đúng không ạ động từ đấy đưa về bị động rồi sau đó này cái động từ nguyên dạng đấy đổi thành tu cộng vấp vâng nguyên dạng được không ạ rồi tiếp này à, câu số có một cái kiểu thứ hai nữa bạn nhớ cho cô là công thức bị động của động từ chỉ giác có hai loại đó là động từ chỉ giác quan có thể đằng sau cộng vấp vâng nguyên dạng hoặc động từ chỉ giác quan đằng sau cộng với in nhớ vậy nếu trường hợp nó cộng với in thì sao vẫn cách làm như vậy tân ngữ xuống đây làm chủ ngữ câu này động từ ở đây thành bi cộng với p2 này nhưng nếu như là vấp in thì em đưa verb in xuống cho cô chứ không đặt tu ở chưa nhớ cho cô cái này thực ra nó rất là đơn giản thôi rồi vậy thì cô sẽ có với câu số này của chúng ta được chưa thì chúng ta sẽ có to give her car chợ rồi to give her car by mary chợ gì we were allowed to give Mary Carr cũng được nhớ yeah. ở nhá chúng ta sẽ có là we were allowed to you chờ đây cô xem vào đây cho cô to you Mary Carr Chưa, yesterday Yesterday không cần bài hơn nữa Thế thì bỏ cái trên kia Sorry, câu 6 cô sửa lại như sau Giờ cô sẽ có là We were allowed to give Mary Carr yesterday yeah. Mary cho phép chúng tôi sử dụng ô tô của cô ta ngày hôm qua Tức là chúng tôi được phép sử dụng ô tô của Mary ngày hôm qua được không ạ? Xong chưa? Xong chưa? Rồi nhá Cô sẽ có với câu số 7 Câu 6 cô sửa lại như vậy ok chưa? Với câu số 7 viết lại bằng someone Động từ cô là could hear Trong đó cô sẽ có từ khu là động từ khuyết thiếu Bị động của động từ khuyết thiếu Xem cho cô Nhờ, Nói chung là nó sẽ kết hợp cả động từ bị động của động từ thông thường Bị động thường với bị động đặc biệt Thì bạn nhớ chứ cô là bị động thường Thì cô thấy nó dễ quá nên là cô sẽ không dạy vì vậy mà cô có quay một cái phần video rồi cô, cô đăng lúc tối rồi các bạn Nếu bạn nào mà chưa nắm được phần cách chuyển chủ động bị động đấy bạn xem lại video đấy cho cô nhá Thì cô sẽ có với bị động đầu dưới khuyết thiếu nó có công thức như sau này Chủ ngữ, đúng không? Ở công cột bị động nó sẽ là Chủ ngữ cộng với cái động từ khuyết thiếu đấy để, để nguyên Rồi cộng với bi cộng với P2 Vậy thì cô sẽ có câu này của chúng ta như sau Nó sẽ là someone này Động từ khuyết thiếu đấy hạ nguyên xuống rồi sau đó chèn bi vào giữa, hiêu chuyển sang quá khứ thành Đằng sau cô có từ crying của chúng ta là động từ verb in. Vậy nếu là verb in thì chúng ta không đổi nó viết lại thôi, đúng không ạ? Crying in the chấm chấm. Sam sam Someone uh, bạn bạn gì nhỉ? Mỹ Huệ Trần thân mến Đây là bị đầu của động từ quyết thiếu thì đưa động từ quyết thiếu lên xuống cho cô Someone could be hurt crying in the Cho in the like home Xong này Xong câu số 7 chuyển cho cô sang câu số 8 Vậy thì với câu số 8 các bạn sẽ làm như nào? Hôm nay cô nghĩ là các bạn học tốt hơn là so với dự tính của cô thì cô nghĩ rằng là 2K2 có khi là cô sẽ phải dạy khó lên đúng không ạ Chứ như này thì cô thấy các bạn làm rất là tốt rồi Có khi là tuần sau, buổi sau cô sẽ phải chuẩn bị tài liệu khó hơn Đúng không có khi 2K2 bây giờ phải học những câu ngữ pháp hay sai rồi ừ. Vì cô thấy hôm nay các bạn làm rất rất là tốt luôn Nhờ. Cô rất là ngạc nhiên vì các bạn Ok chưa cô chữa tiếp nhá Với câu số 8 Nhờ. Với câu số 8 cô sẽ có như sau này People lên làm chủ ngữ của câu Động từ là watch, quá khứ đơn people là số nhiều đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải dùng là were. Rồi tiếp theo đến gì ạ? Watch. Rồi tiếp bài động từ walking của chúng ta là vấp in không đổi để đằng sau. Pause Đấy, xong câu số 8 chưa? Ờ à, bạn Nguyễn Lưu Hoàng Hương thân mến people were to, đúng không ạ? Dùng were to chứ people là số nhiều mà. Được không ạ? Rồi, xong câu số 8 chuyện cho cô sang câu số 9 nhé. Yeah với câu số 9 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì đấy nhá à hai k hai cô nghĩ là các bạn sẽ phải cố gắng hơn và cố gắng từ bây giờ vì các em thấy là à, đối thủ của các em rất là nhiều và các bạn rất là giỏi đúng không ạ các bạn rất là giỏi như vậy, ví dụ như hiện tại là nhóm tổng ôn ba của cô các bạn giỏi kinh khủng đúng không? phải cô phải gọi là dùng một từ là giỏi kinh khủng bởi vì cô chưa từng dạy một cái khóa nào mà ngay từ đoạn, giai đoạn đầu là các bạn đã học giỏi như thế rồi Yeah, các bạn đã gần như biết hết rồi Rồi các bạn ấy đòi hỏi là phải học khó lên chứ học dễ quá các bạn chán Thế yeah. cô nghĩ là hai k 2 năm tới sẽ là một năm mà gọi là còn bội thu hơn nữa của cô trang anh cô thấy các bạn học quá giỏi nên là buổi đầu tiên yeah, cô vẫn còn chưa biết được các bạn như nào cả nhưng cô thấy các bạn làm như này quá tốt yeah, thực sự là rất là tốt rồi chúng ta sẽ có với câu số 9 viết lại bằng the core động từ là so đổi cho cô anh này là quá khứ nhá bị động của quá khứ đơn nó sẽ là war sau đó so đổi thành sin đằng sau drive của chúng ta drive. Drive chúng ta đang ở hiện tại ở uh, đang ở nguyên dạng. Vậy là nguyên dạng chúng ta sẽ là to drive. Up outside the police station by Jack. Chưa? ok. The car was in to drive up outside the police station by Jack. Xong chưa xong chưa? Rồi. Tương tự như vậy với câu số 10. Với câu số 10 cũng tương tự như câu số 9 thôi ạ. Thì với câu số 10 các bạn sẽ làm được như nào ạ? Các bạn thân mến, các bạn thấy cô chữa như vậy có nhanh quá không ạ? Các bạn thân mến, các bạn thấy cô chữa như vậy có nhanh quá không ạ? À, các bạn thấy cô chữa như vậy có nhanh quá không ạ? Nhờ dạ, Hôm nay các bạn học rất là ngoan, đúng không ạ? À, nói chung là cô rất là hài lòng về thái độ học tập của 2K2 Các bạn học rất là ngoan này Học rất là tích cực này Đúng không? Học rất là giỏi này Đúng không? Rất là tốt Các bạn thấy cô giảng như vậy có nhanh quá không? Vì cô thấy các bạn làm nhanh quá Cô thấy các bạn làm giỏi quá nên Thành ra là cô cũng chữa nhanh Vậy cô chữa nhanh như này các bạn khác có theo được không ạ? Chuyên đề 3 theo được không ạ? Ok Các bạn khác có thấy nhanh quá không ạ? Ok chào anh Lê Chí Vinh đây, chỉ Vinh là 2K1 nhỉ Ok Rồi câu sẽ có nhá Nguyễn Lưu Hoàng Hoài Thương Câu số 10 chúng ta sẽ có như sau này à, Chúng tôi nghe lỏng thấy họ nói rằng họ không thích cái loại đồ ăn đấy Vì câu này của cô nhá Từ overheard là quá khứ chứ không phải hiện tại Nhạ, Quá khứ chứ không phải hiện tại Vì nếu là hiện tại thì nó chỉ là over Over là tiền tố thôi đúng không? Over here Vậy thì cô sẽ có như sau với câu này cô chia quá khứ đơn bị động quá khứ đơn sẽ là dây này dây là họ nhiều người phải dùng vua to nhớ này những bạn mà hôm nay thấy bài này của cô khó có lẽ là em chưa chắc phần bị động cơ bản thì lúc chiều nay cô có đăng một cái phần video hướng dẫn các bạn cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động với phần bị động cơ bản thì các bạn xem cho cô phần đấy nhá nhớ thì các bạn sẽ thấy bài này dễ hơn thì cô sẽ có bạn nhớ chưa cô như sau là buổi sau mà cô nhắc là ngày mai học bài này bài này thì các bạn nhớ là xem trước bài cho cô nhá. Yeah. Thì với câu số 10 cô sẽ có là đây này, dùng were đúng không ạ? Cho cái anh over her xuống đây. Rồi nhá. Dâm đổi lên đây thành dây rồi này. Bị động của từ over thành were over. Đằng sau từ dây nguyên dạng. Từ dây nguyên dạng thì đổi cho cô thành tú say that chấm chấm đằng sau giữ nguyên không đổi. Đó không ạ? Rồi, vậy là chúng ta đã qua được một loại, hai loại, ba loại, bốn loại bị động đặc biệt rồi. Các bạn sẽ chuyển cho cô sang trang bên này. Với phần trang bên này của chúng ta nó sẽ là bị động của tu vấp. nhá yeah. Phần này của chúng ta sẽ có là bị động của tu vấp từ câu số 11 tới câu số 17 sẽ là bị động của tu vấp. Nhớ ạ. Rồi. gọi là phần bị động của tu vấp là một phần khá là lăng nhăng. Nếu như em nắm được phần bị động của tu vấp thì tí nữa em sẽ làm bị động của vấp anh nó sẽ đơn giản hơn tức là bây giờ nhiệm vụ của em sẽ phải học thuộc cho cô phần phải xem cho cô phần bị động của tu vấp để xem cho cô công thức như sau bạn theo dõi cho cô này với phần bị động của tu vấp và phần bị động của vương là phần khá là lằng nhằng Nhớ, chúng ta sẽ có như sau à, cô có dạng thứ nhất đó là dạng chủ ngữ này cộng với động từ này sau cái động từ đấy cộng với tu vấp đúng ạ chủ ngữ cộng với động từ sau động từ ấy cộng tu vấp rồi cộng với tân ngữ Nhờ dạ, vì cô sẽ có ở dạng câu chủ động nó sẽ là chủ ngữ cộng động từ cộng tu vấp cộng tân ngữ. Khi nó chuyển sang bị động nó sẽ là chủ ngữ đấy, dạ, chủ ngữ là do anh tân ngữ anh ấy chuyển xuống. trợ động từ ở đấy chuyển xuống, động từ trên như là động từ dưới chuyển xuống. Và cái anh tu vấp đấy đổi thành tu bi cộng vấp P2 nhớ Xem cho cô như sau này. Nhớ cho cô này, cái chỗ này khi cô giảng công thức các bạn nhớ là các bạn phải theo dõi kỹ công thức của cô không tí nữa em sẽ sai hết nhá. Cô sẽ có như sau, ví dụ cô có câu như sau nhá. They began to plant double long ago. Thì cô sẽ có là they began là động từ này. Cô sẽ phân tích câu nhá They của cô là chủ ngữ này. Began là động từ này. To plant là to verb này. Vậy double là tân ngữ nhá. Thì người ta sẽ viết là đưa anh tân ngữ xuống làm chủ ngữ của câu. Nó sẽ là double Đúng không? Rồi sau đó lại động từ thứ nhất bê nguyên xuống. Began vẫn là began bê xuống. Bị động cho cô cái tu vấp này đổi thành tu bi cộng vấp B2. Thì nó sẽ thành là To be planted Rồi, còn lại trong câu viết lại cho cô Vậy thì bây giờ bạn sẽ làm cho cô câu này như sau Nhờ dạ, bạn làm cho cô câu này như sau à, Thử cho cô câu này trước nhé dạ, Đó là cô có câu số Xem nào à, Câu số 17 Nào, làm cho cô câu 17 trước dạ, Cô nhảy cóc một xíu để cho các bạn tưởng tượng cho dễ đã Làm cho cô câu 17 trước Với câu số 17 Các bạn sẽ xử lý câu đấy như nào dạ. Nào, xem cho cô với câu số 17 Bạn sẽ xử lý câu đấy như nào ạ Nào, với câu số 17 bạn sẽ xử lý câu đấy như nào Cô sẽ cho các bạn đi dần dần từng bước một Nhớ không thấy các bạn xóa hết bây giờ Nhớ Chợ, với câu số 17 bạn sẽ xử lý câu đấy như nào? Chưa. Với câu số 17 cô sẽ có câu này như sau Nói chung là bài hôm nay của cô Hoặc là cô đang thắc mắc là bài hôm nay các bạn giỏi như vậy sao? Chợ, bài này cô là một bài tương đối khó chứ không dễ đâu đúng không ạ? Cô thấy các bạn rất là giỏi chợ hoặc là các bạn giỏi như này hoặc là hôm nay số lượng các bạn ở trong nhóm chuyên đề 3 cô đang xem chương trình này nhiều các bạn đã đặt, áp đảo để chuyên đề 3 được học rồi đúng không ạ? Rồi cô sẽ có này với câu số 17 nhá. Cô có chủ ngữ là people, động từ là continue, đúng không ạ? Đằng sau là to you và tân ngữ là Facebook. Cho Facebook xuống theo công thức của chúng ta. Dạ, yeah, theo công thức của chúng ta sẽ là bê nguyên cái anh động từ xuống. Vậy bê nguyên anh động từ xuống thì cho cái anh continue xuống. Chợ nhưng mà Facebook của cô tính bằng số ít thôi nó phải thêm s vào. Chợ Facebook có rất nhiều bạn sai hình như không ai đúng câu này đâu này. Continue chia theo chủ ngữ là Facebook. Ở trên từ continue chia theo people nhưng ở dưới từ continue chia theo từ Facebook. Nếu chia theo Facebook thì nó từ này của chúng ta phải thêm s. Được không ạ? À? Rồi Huyền Avi đúng câu này rồi. Rồi nhá, sau đó chúng ta sẽ bị động của anh to you kia nó sẽ là gì ạ? À? To be you Được không ạ? As a main way of socializing. Nên dịch là người ta tiếp tục sử dụng Facebook như là một cái cách chính để giao tiếp. Nên dịch là Facebook continue to be used as a main way of socializing. Đó không ạ? Rồi nhá, vậy chúng ta sẽ có xong câu đấy của chúng ta chưa? Bây giờ em sẽ chuyển cho cô sang cái phần thứ hai. Ok chưa? Chuyển cho cô sang phần thứ hai của chúng ta nhá. Với phần thứ hai thì em sẽ xem cho cô như sau chợ Đấy là phần thứ nhất đơn giản Cô sẽ có vẫn cái công thức bị động của tu vấp Chị khóa học thuộc cho cô đúng công thức này đi ạ à. chưa? Cái phần bị động của tu verb và Bị động của vấp in này là cả phần mà các anh chị 2K1 vừa thi về đấy ạ Thì cô sẽ có là dạng thứ hai của cô Đó là dạng công thức như sau S cộng với vấp cộng với tân ngữ 1 Nhớ yeah. S cộng với vấp cộng với tân ngữ 1 yeah. Cộng với tu, cộng với vấp, cộng với tân ngữ 2 Ok chưa yeah. ạ? Ok, chúng ta sẽ có lại xem lại cho cô phần công thức này nhá. Bạn nhớ này, cái phần này thì các bạn phải hít thở sâu cho cô vì phần này rất là khó. Chờ cô sẽ có như sau này. Ờ, chủ ngữ này cộng với tân ngữ này. Sau này chủ ngữ cộng với động từ này. Cộng với tân ngữ một này. Cộng với tu này. Cộng với vấp. Cộng với tân ngữ hai Nó sẽ xảy ra 2 trường hợp như sau. Nếu như chủ ngữ, tức là cái chủ ngữ này. Và cái tân ngữ hai này là một Thì nó sẽ có công thức như sau. Nhớ, sẽ có công thức như sau này đó là anh chủ ngữ ở trên vẫn là hạ xuống, anh động từ ở trên vẫn hạ xuống nhá. Yeah. Nhưng nhớ cho cô như sau này cái anh tu vấp này đổi cho cô thành tu bi cộng p 2 Sau đó chúng ta dùng bay cộng với tân ngữ một, Hãy xem cho cô nhá. Ví dụ cô có câu như sau này. Uh, he expected his family to pick him up at the airport. Thì cô sẽ có như sau này. Ở trong câu này thì cô sẽ thấy như sau. Cô thấy có he là một này, gạch cho cô he nhá. Gạch cho cô to pick là hai và gạch cho cô him là ba vậy thì cái cách để em nhận ra cái dạng câu này đó là em gạch cho cô động từ tu vấp Đâu ạ sau tu vấp thì em sẽ xác định được đấy là tân ngữ tân ngữ thì nó sẽ có him này bây giờ em sẽ ngắm cho cô là hi với him có phải là một không hi với him vẫn phải là một vậy nếu hi với him là một thì nó sẽ xảy ra trường hợp đó là chủ ngữ và tân ngữ hai là giống nhau nếu chủ ngữ và tân ngữ hai là giống nhau thì nó sẽ viết như sau này anh chủ ngữ ở trên vẫn hạ xuống thì cô sẽ có là hi ở đây vẫn hạ xuống là hi anh động từ ở trên hạ xuống và expected vẫn là expected hạ xuống Đúng không ạ Rồi sau đó nó sẽ bị động của cái anh tu vấp này Bị động của anh tu vấp đấy nó sẽ đổi thành Tu, bi, để chưa Và pick thêm ed sao chưa Rồi sau đó chúng ta sẽ bay cộng với cái tân ngữ một Làm sao biết là nó tân ngữ một Đó chính là anh đứng sau động từ một Thì gọi là tân ngữ một Nhớ Nghe nó có vẻ khá là mỏi đấy Chúng ta sẽ thử vào bài cho cô nhé ờ, Cô sẽ có câu sau này Nhớ bạn làm cho cô câu sau Làm cho cô câu số 13 Đến phần này cô sẽ nhảy cóc nhợ bởi vì nó sẽ phù hợp với phần công thức của chúng ta. Thì với câu số 13 chúng ta sẽ làm cho cô như vậy. Em muốn làm được câu số 13. Đâu ạ? Với em muốn làm được câu số 13 thì em phải căn cứ cho cô bằng động từ sau lấy cái anh to compliment này. Nhớ, yeah. to compliment này đóng vai trò làm động từ đấy nhá. Gạch cho cô cái anh to compliment này. Đấy nhá, bên sau này, này. ngay sau cái anh tu đấy thì cô sẽ có chủ ngữ của cô là her. Bây giờ em sẽ ngắm cho cô Đó là she và her có phải là một không? She và her là một Thì em sẽ làm cho cô như sau Em sẽ hạ cho cô từ she xuống lại Đúng không? Sau đó em bê cho cô cái từ wish này xuống Rồi sau em sẽ làm bị động cho cô cái anh tú vào vậy luôn Thì nó sẽ là tu xong đến be Đúng không? Xong đến từ compliment Được chưa? Rồi nhá Sau đó chúng ta sẽ viết hết câu cho cô chưa? on her new dress Rồi sau đó đến by By với tân ngữ một Làm nào biết là tân ngữ một Tân ngữ một đứng sau động từ một Her husband Thì đó sẽ là by her husband Sao chưa Rồi Xong câu số 13 chưa Đúng không ạ? Khó hơn rồi phải không ạ? Rồi nhá Xong câu số 13 Bây giờ em sẽ làm cho cô với câu số 14 Nào Với câu số 14 cũng tương tự như vậy em lấy cái anh tu lo này làm căn cứ để xét duyệt đúng không ạ đằng sau tu thì cô sẽ thấy tòi ra từ hơ bây giờ xem này suy với hơ có phải là một không suy với hơ là một thì làm cho cô giống như câu trên thì với câu số 14 em sẽ xử lý câu đấy như nào complimented nhá yeah, complimented tu bị động của tu vấp là tu bi vấp p hai mà thì nó phải là complimented đúng không ạ rồi làm cho cô câu 14 đi ạ với câu số 14 em sẽ xử lý câu đấy như nào ạ? Ok, sau đó làm cho cô câu 14 đi ạ. Thì với câu số 14 em sẽ xử lý câu đấy như nào ạ? Ok, với câu số 14 em sẽ xử lý được câu đấy như nào nhỉ? Chợ three wish uh, three wish Ok, three wish to be allowed to go camping with her classmates by her parents. Ok, good. Về cơ bản là các bạn rất giỏi đúng không ạ? Rất tốt. Rồi. Rồi, ok, cô tự hào về các bạn. Các bạn giỏi quá. Đấy, cô sẽ có câu này của chủ ta như sau nhá. Áp dụng nguyên như vậy. Đúng ạ. Bạn nhớ cho cô là buổi nào mà cô nói rằng là các bạn xem lại trước công thức cho cô là nhớ xem công thức trước. Này các bạn sẽ theo dễ hơn. Thì cô sẽ có này, hạ suy xuống. Chưa, cô sẽ có suy về hơn là một thì chúng ta sẽ hạ suy xuống này họ cái anguish đấy xuống đúng không? Bị động cho cô động từ to allow sẽ là to xong đến be xong đến gì nữa allowed thêm d nhá. Thêm ED đúng không ạ? Chép hết có những gì còn lại trong câu chưa được chép thì chép. To go camping with her classmates. Sau đó by ở cuối câu by her parents. Đúng không ạ? By với tân ngữ một mà. By her parents. Xong câu đấy của chúng ta chưa? Rồi, ok tốt. to be allowed to go camping with her classmates by her parents. Xong chưa? Rồi, xong rồi em xử lý cho cô câu 15 đi ạ. Với câu số 15 em sẽ làm câu đấy như nào? Với câu số 15 thì cô cũng có này, to take và you Vậy cô sẽ có là you với you là một ạ? Vậy you với you là một thì chúng ta sẽ làm giống như câu 13 và câu 14 thôi. Thì với câu số 15 em sẽ xử lý câu đấy như nào ạ? Dạ, xong câu đấy chuyển cho cô sang câu 15 thì với câu số 15 em sẽ xử lý câu này nha. Cô nghĩ là những bạn ở trong chuyên đề 3 ấy mà cứ sau khi các bạn đã học một cái tuần số 3 là các bạn học phần này rồi, đúng không ạ? Thì hôm nay các bạn học phần này thì cô nghĩ là học lại thì cô nghĩ là các bạn sẽ rất là thành thạo phần này rồi, đúng không ạ? Vì chúng ta đã có một tuần số 3 chật vật với phần bài tập này sau. Ok chưa ạ? Nói chung là bài hôm nay của cô là một bài khá là thú vị ấy, áp à, dụng công thức giống kiểu toán học. Nhớ, à, giống kiểu toán học thôi, chưa có cái kiểu gì theo kiểu văn học cả. Không phải dịch nhiều, đúng không ạ? Chủ yếu là chúng ta làm dưới cái dạng nó là áp công thức và chúng ta áp dụng thôi. Ok chưa ạ? Nào, về thì tương tự như vậy với câu số 15 các bạn sẽ xử lý câu đấy như nào ạ? À? à? vẫn cách như vậy nhé Thì cô sẽ có là chủ ngữ là you và tân ngữ là you là một thế thì cô sẽ có là do you want Người ta viết nguyên này Đúng không? Cái ở trên như là người ta bê nguyên xuống như thế Thì bây giờ mình sẽ xử lý cho cô là bị động của tu vấp Cứ nhớ cho cô là bị động của tu vấp thì là to be cộng v p 2 Đó, to be cộng v p hai nhá Thì cô sẽ có là do you want to be taken Dạ, yeah, rồi, tiếp này To the airport Dạ, yeah, to the airport Dạ, yeah. rồi, tiếp này Nếu em thích thì em sẽ cho bài gì vào đây Bài me Như cho cô là cái bài me này có thể mình dùng cũng được Có thể mình không dùng cũng được nhá yeah. Xong chưa, xong chưa Rồi, xong câu số 15 Bây giờ bạn sẽ chuyển cho cô sang phần sau Ok hơn rồi phải không ạ Các bạn thấy ok hơn chưa ạ Ok, các bạn thấy ok hơn chưa ạ? Uh, bạn nhớ cho cô là tí nữa cũng còn một phần đó là phần bị động của thể nhờ bảo chứ là cái phần uh, bị động của thể nhờ vả thì cái phần đấy là các bạn ở trong khóa của cô thì các bạn ấy kêu rất là nhiều vì nó khó thì những bạn nào ở chuyên đề 3 mà các bạn đã mắc phần này thì nhớ tí nữa các bạn ngồi lại cho cô cái phần bị động với với thể nhờ vả nhá nhờ cái phần đấy hôm nay cô sẽ giảng rất là kỹ rồi chuyển cho cô sang phần tiếp theo của cô này nhớ cô sẽ có phần tiếp theo của cô vẫn cái trong cái công thức bị động của tu vấp nó còn một loại nữa vừa đấy cô có nói với các bạn như sau đó là trường hợp chủ ngữ và tân ngữ hai là giống nhau thì áp dụng bằng công thức như sau vậy cái trường hợp thứ hai đó là chủ ngữ và tân ngữ hai không giống nhau thì sao nhớ yeah. nếu chủ ngữ mà khác tân ngữ hai ta có công thức như sau vẫn là chủ ngữ hạ xuống là chủ ngữ động từ hạ xuống là động từ nhớ yeah. động từ hạ xuống là động từ nhớ chưa cô là cô đang dạy các bạn giống như kiểu toán học đấy nhớ yeah. rồi cô sẽ có là chủ ngữ hạ xuống là chủ ngữ lại động từ hạ xuống là động từ này nhưng nó khác với câu trên vì chủ ngữ và tân ngữ hai không giống nhau thì em phải bê tân ngữ hai xuống đây cho cô này, đúng không ạ? Sau đó vẫn bị động của tu vấp là tu bi cộng vấp P2, sau đó cộng bai cộng tân ngữ một Vậy khi em xét về mặt công thức em sẽ thấy là cái công thức ở trên với công thức ở dưới nó khác nhau như sau đó là công thức ở trên đó là tân ngữ hai bị lược đi dạ, vì tân ngữ hai với chủ ngữ giống nhau thì lược đi nhưng ở dưới vì tân ngữ hai với chủ ngữ là khác nhau thì phải chèn tân ngữ hai và ngay sau động từ thứ nhất vậy thì cô sẽ có với câu này của chúng ta như sau làm cho cô câu số 11 từ từ đã, đừng chạy nhanh thế, cô còn chạy không kịp. Chưa với câu số 11 các bạn sẽ làm câu đấy như nào ạ? Nào với câu số 11 các bạn sẽ xử lý cho cô được câu đấy như nào ạ? Ok, với câu số 11 Em chống liệt qua môn này rồi cô mừng quá cô ơi <laughs> Chống liệt thì đơn giản mà, đúng ạ cô bảo với các bạn rồi ạ đó là chống liệt thì đơn giản không ấy, đúng không như hai năm rồi cô làm chống liệt cho các anh chị thì các anh chị toàn là chống liệt thành công ấy, thậm chí còn mỹ mãn ấy, đúng không các anh chị bốn năm là bình thường nhưng vẫn là để đạt được cái mức điểm cao hơn ví dụ mức điểm tám chín thì chúng ta phải thực sự là học có một quá trình đúng không chứ không 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 theo kiểu à theo cái kiểu mà chạy mấy buổi học để chống liệt được nhá với câu số 11 chúng ta sẽ có như sau này uh, căn cứ bằng tu find đằng sau cô sẽ có do money là tân ngữ đúng không ạ thì cô sẽ thấy là chủ ngữ của cô là ai? Tân ngữ của cô là do money Tôi và tiền của bạn không phải là cùng một chủ thể Vậy nếu không phải là cùng một chủ thể Như lúc cô nhắc với em là em phải cho ngay cái tân ngữ tống vào đây cho cô Chưa? Do money Xong chưa? Hôm nay cô đang dạy theo kiểu thầy giáo dạy toán ấy Do money Rồi sau đó lại vẫn bị động của cái anh to file kia Nó sẽ đổi thành to be File đổi trang quá khứ thành found Rồi somewhere Chưa? Somewhere in the bed Chưa? Không cần bài you đâu Thực ra cái by you không cần ở chợ tôi mong bạn tìm thấy tiền của bạn ở đâu đó trong phòng ngủ của bạn thôi vậy là tôi mong rằng là tiền của bạn sẽ được tìm thấy ở trong phòng ngủ của bạn nhớ yeah, đấy nhá vậy xong rồi một chuyện cho cô sang câu 12 đi ạ với câu số 12 bạn sẽ làm câu đấy như nào ạ nhớ yeah, sau câu đấy chuyển cho cô sang câu 12 với câu số 12 bạn sẽ làm câu đấy như nào Dạ, yeah, với câu số 12 các bạn sẽ xử lý câu đấy như nào ạ? Nhờ dạ, câu số 12 cũng căn cứ như vậy cho cô này Căn cứ bằng to obey Và đằng sau cô sẽ có chủ ngữ của cô là we Tân ngữ của cô là traffic rule dạ, Nhờ chúng tôi và luật lệ giao thông và quy tắc giao thông Vậy thì chắc chắn là nó không đồng chủ ngữ rồi Vậy nếu nó mà Sau này nó sẽ không phải là một rồi Đúng không ạ? Chúng tôi và các luật lệ giao thông là không phải là một rồi Thì chúng ta cũng sẽ làm giống như câu 11 thôi ạ Bạn sẽ xử lý được câu đấy của chúng ta như nào ạ? Nào, vậy với câu số 12 em sẽ xử lý được câu đấy như nào ạ? Ok, với câu số 12 các bạn sẽ làm được câu đấy như nào ạ? Chợ với câu số 12 cô sẽ có nhá. Ờ uh, có cô thấy các bạn làm là We want to be obeyed Không không phải Thì cô sẽ có là Cô bảo với em là lấy cái tu vấp này chia ra đúng không ạ Thì cô sẽ có là Sau cái tu vấp ấy sẽ là tân ngữ Vậy thì cô sẽ có từ traffic rule Và từ we không phải là một Vậy nếu không phải là một Thì em phải tống cho cô cái tân ngữ này xuống đây Thì sẽ là we want traffic rule. Rồi sau đó bị động của tu vấp là To be obeyed Obeyed Đúng không ạ? Buy không cần by people đâu Vì by people chúng ta phải bỏ đi mà Chờ I want traffic I want your program to be obeyed Rồi, ok, xong nhá Rồi, sau bây giờ em sẽ chuyển cho cô sang bị động của verb in Thì em bây giờ em sẽ có thể suy ra cho cô công thức như sau Đó là bây giờ em suy ra cô đó là bị động của tu verb Khi nó chuyển sang bị động Nó sẽ đổi thành tu be cộng verb P2 Vậy thì cô sẽ có verb in của cô Mà khi nó chuyển sang bị động Thì nó sẽ đổi thành be in cộng verb P2 Còn cách làm tương tự như vậy Nhờ cách làm tương tự như vậy Vậy thì cô sẽ có với câu số 16 của chúng ta. Cách làm tương tự như vậy nhé. Với câu số 16 cô sẽ có như sau. Jane là chủ ngữ, hazard pigan là động từ đúng không ạ? Learning là verb in và English là tân ngữ. Em có thể nhớ mẹo làm câu này như sau. nhận đó là sao ạ? Khi chúng ta sẽ đưa cái anh tân ngữ là English lên làm chủ ngữ của câu thì chúng ta sẽ bị động theo cái động từ gần tân ngữ nhất. Gần tân ngữ nhất chính là từ learning thì cô sẽ viết nguyên cái động từ đằng kia Động từ kia của cô sẽ là động từ had just begun. Viết nguyên lại. Nhờ rồi, xong chưa? Rồi bây giờ sẽ là bị động của verb in sẽ là gì ạ? Là being cộng verb P2. Being learned. Đúng không ạ? Rồi sau đó by. Nếu by thì cho là by Jane. Sau đó gì ạ? For two weeks. Ok chưa? For two weeks. Ok. Đấy là cách mà chúng ta làm cái câu như vậy. Chúng ta có thể suy như cô như sau. Đó là bị động của verb in là be cộng verb P2 Và trong câu bị động của chúng ta mà có nhiều động từ Chúng ta sẽ bị động theo động từ gần tân ngữ nhất Suy như vậy nhé Vậy thì cô sẽ có với câu số 17 xong Chuyển cho cô sang câu 18 này Với câu 18 cũng giống như cách làm kia Nhưng nó là bị động của verb in thì em nhớ cho cô như sau này Cô dạy em cách mẹo để em đỡ phải giống công thức Đó là sẽ có như sau này với câu số 18, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ making fun of Thực ra nó là một cụm, đúng không ạ? Make fun of là một cụ Vậy thì cô sẽ có lại Đằng sau nó sẽ là the cat. Đằng trước của cô là ai Vậy cô sẽ có ai và the cat không đồng chủ ngữ Nếu không đồng chủ ngữ Thì chúng ta sẽ có ai với the cat không phải là một Thì em sẽ đưa cho cô cái anh the cat dùng đây Cách làm giống như cái anh tu vấp vừa lấy Đúng chưa? Rồi bây giờ em sẽ bị động cho cô cái cụm từ making fun of này nhá Nếu bị động của nó sẽ phải là being Tại sao nó phải là being? Vì nó là making mà Đúng ạ Being make đổi cho cô thành made fun of rồi sau đó by the children Chờ by the children Ok I don't like care being made fun of Being made fun of by the children Đó không ạ Giờ bây giờ em sẽ tự xử lý cho cô câu, câu 19 Cô giảng như vậy rồi tự xử lý cho cô câu, câu 19 này Qua câu 19, qua câu 20 Thì đến câu số 21 của cô sẽ là bị động thể nhờ vả Phần này khó đó, không ạ Phần này các bạn của nhóm chuyên đề 3 kêu vào Mỹ cả Rồi làm cho cô câu, câu số 19 đi ạ với câu số 19 các bạn sẽ xử lý được câu này như nào ạ? Nào với câu số 19 các bạn của cô sẽ xử lý được câu đấy như nào ạ? Câu số 19, cô sẽ có câu này như sau nhá Cô cũng sẽ lấy từ cooling làm căn cứ Đằng sau cô sẽ có từ mi, đúng ạ? Cô sẽ giống với từ ai ở đằng đầu, ai với mi là một. Nếu ai với mi là một thì cô sẽ có như sau. Ai với mi là một thì cô sẽ bị động thẳng của động từ calling luôn, không cần phải cho cái gì lên cả. Bị động của verb in hiểu nó là being cộng verb 2 hiểu đơn giản như vậy thôi, đúng không ạ? Being called. Rồi, mi được hiểu là ai rồi không biết lại mi nữa, đúng không ạ? True. Facebook. FaceTime chứ, đúng không ạ? Tôi ghét bị gọi qua FaceTime xong câu đấy của chúng ta I have been called face time Xong chưa ạ? Rồi xong câu đấy làm cho cô câu 20 này Câu số 20 là cái câu tổng kết để em hiểu được nội dung phần này Nào với câu số 20 của cô nó sẽ chính là biến thể của bị động Để xem cho cô xem với câu số 20 em sẽ làm được câu đấy như nào nhé Cô sẽ có như sau này Những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Thường e sợ rằng họ mọi người có thể nhận ra họ ở những nơi công cộng Vậy như là viết lại cho cô cấu trúc Đó là cấu trúc ở trên nó dùng afraid that đằng sau nó cộng một mệnh đề nhưng khi nó viết bằng afraid of, thì đằng sau afraid of phải cộng với một verb-ing nhớ yeah. sau so afraid of cộng một verb-ing nhưng cái dịch câu này như sau nhiều ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thường sợ bị nhận ra ở lời công cộng viết cho cô thành như vậy nhớ yeah. nhiều ngôi sao điện ảnh thường sợ bị nhận ra ở nơi công cộng vậy viết cho cô bằng bị động của verb-ing thì câu này các bạn sẽ xử lý như nào ạ Ok, now. Rồi cô sẽ có nhá. Với câu số 20 của cô cô sẽ có là famous film star Arfun of being. Đúng không ạ? Binh này bị nhận ra Đưa cái anh này của cô xuống Chưa? Bị nhận ra Ở những nơi công cộng In public Place Chưa? Câu này nếu cho là by people Nhưng mà chúng ta không dùng by people để đấy thôi Đúng không ạ? Dịch là những ngôi sao điện ảnh Đúng không ạ? Thường sợ bị nhận ra Ở những nơi công cộng Ok chưa? Rồi xong câu đấy của chúng ta nhá Bây giờ bạn sẽ chuyển cho cô sang bị động thể nhờ vả Chưa? Bị động thể nhờ vả là cái phần Mà cô dành khá nhiều câu hỏi này chợ cô sẽ dành tổng cộng là 2, 4 phần này cho cái phần bị động thể nhờ vả. chờ các bạn hít thở sâu đến phần bị động thể nhờ vả nó sẽ tương đối nhận tương đối khó. bạn xem cho cô phần công thức về bị động của thể nhờ vả như sau. ở dạng chủ động thể nhờ bảo nhận nó sẽ nhờ. ở dạng chủ động nó sẽ dùng công thức như sau. đó là chủ ngữ cộng với have cộng với somebody cộng với verb nguyên dạng hoặc là chủ ngữ cộng với get cộng với somebody cộng to verb vậy là để thể hiện ở thể nhớ vả nó sẽ có hai công thức người ta dùng động từ là have, hoặc động từ get somebody nếu mà have somebody thì vấp nguyên dạng mà get somebody thì to vấp khi nó chuyển sang bị động thì nó sẽ dùng là chủ ngữ cộng với have hoặc get something vấp p2 công thức của nó rất là đơn giản như vậy thôi bạn xem với cô ví dụ như sau này the painter finished my father portrait yesterday người họa sĩ hoàn thành bức chân dung của bố tôi ngày hôm qua vì biết định câu là bố tôi hẹn My father had the painter. Painter là somebody đúng không ạ? Nếu mà have a somebody thì vấp nguyên dạng, finish để nguyên dạng. Nhớ, bố tôi nhờ người họa sĩ hoàn thành bức vẽ. Thế còn viết bằng cái cấu trúc something thì sao? Bố tôi có bức vẽ. Have a something thì vấp PH finish. Nhớ, by the painter yesterday. Vậy thì quay lại cho cô cái phần này. Nhớ, thực ra nó không khó như vậy. Nhưng mà khi cô bắt các bạn triệu từ là các bạn sẽ khó. Cô sẽ có nhá. Nhớ cho cô là ở trên người ta dùng là have a head. Chợ là hiện tại hoàn thành Thì ở dưới em vẫn phải để hiện nó là hiện tại hoàn thành Thì cô sẽ có là We have had Rồi, ở trên nó dùng the teacher The teacher là somebody, đúng không ạ? Thì đằng sau từ correct là động từ nguyên dạng Bây giờ cô sẽ phải viết bằng công thức khác Là viết bằng have a something thì vấp P2 Something chính là our test Cho nó xuống cho cô outcast đúng không Sau đó vấp P2 của từ correct là corrected Rồi, sau đó đến gì ạ? By the teacher Ok, xong câu đấy của chúng ta chưa? Nó dịch là chúng tôi có bài kiểm tra được sửa bởi giáo viên. Ok, we have a, our teacher corrected by the... We have had our test corrected by the teacher. Ok, với câu số AI, cô sẽ có lại nhớ là ở trên nó là thì gì, thì ở dưới là thì đấy. Cô nghĩ là các bạn chuyên thể ba thấy phần này khó chỉ là vì như sau các bạn ấy khó hiểu cái chỗ là cô bảo là trên nó là thì gì dưới là thì đấy nhớ này ở trên nó dùng tương lai gần thì ở dưới nó vẫn phải là tương lai gần vậy cô sẽ có là they are going to chưa they are going to nhá rồi sau đó lại ở trên là chúng tôi sẽ thuê một ai đó sửa cái mái nhà có vâng nghĩa là chúng tôi sẽ có cái mái nhà được sửa bởi ai đó đúng không ạ we are going to cô có thể dùng have chưa cô có thể dùng là we are going to have someone chưa thuê ai đó someone là danh từ chỉ người đằng sau đó dùng repair The roof, được không ạ? Hoặc câu có thể làm như sau: We are going to have the roof. Chúng tôi sẽ có cái mái nhà, đúng không ạ? Được sửa, repair. Không cần buy someone vì chúng ta không được phép, dạ, không được phép đặt buy. Sợ dạ, không đặt buy trước someone nên chúng ta sẽ có hai cách làm như sau: They are going to have someone repair my repair the roof. Hoặc là we, hoặc là they are going to have the roof repaired. Một trong hai cách đều được nhá Có bạn bảo là em không thích làm được từ have Em làm ghét được không ạ? Làm ghét cũng được Được không ạ? Xong câu số 22 Bây giờ em tự xử lý cho cô câu 23 đi ạ Với câu số 23 em sẽ xử lý được câu đấy như nào ạ? Nào xong câu số 22 Chuyển cho cô sang câu số 23 Thì với câu số 23 Các bạn sẽ xử lý được câu đấy như nào ạ? Chờ, xong câu số hai chuyển cho cô sang câu 23 thì với câu số 23 các bạn sẽ xử lý được câu đấy như nào ạ? Chờ cô sẽ có với câu số 23 nhé với câu số 23 cô sẽ có như sau này. Ở trên người ta dùng động từ là employed. Đang động từ đang chia ở quá khứ đơn, đúng chưa? Ở dưới em vẫn phải thể hiện câu đấy của chúng ta là quá khứ đơn. Vậy có dùng là we got. Dùng got thì chúng ta sẽ hiểu đây chúng ta sẽ viết bằng công thức. Đó là công thức get somebody thì to verb mà get something thì verb P2 chốt như vậy nhá. Vậy cô có thể làm được câu này như sau. We got viết bằng somebody nhá. Nếu viết bằng somebody thì cô sẽ có là a market researcher cho cả cụm số đúng không? Một người nghiên cứu về thị trường. A market researcher. researcher. Rồi chúng ta sẽ có là get somebody thì cộng to verb. Vậy nó sẽ là to find out. chấm chấm chấm. Đó ạ, chấm chấm Xong, chấm. Sao chưa? We got a market researcher to find out. Thế thôi. Nhớ, câu này cũng cần viết bằng something. Đúng không? Chúng ta sẽ có là cái something nó không rõ ràng thì mình không nhất thiết là mình phải viết bằng something. Cũng không như thế là mình phải viết đủ cả hai cách Được không ạ? Giờ bây giờ em tự xử lý cho cô câu 24 đi ạ Câu số 24 Người ta đang viết bằng công thức had là quá khứ của have. Have somebody cộng vấp nguyên dạng nhờ ai đó làm gì. Cô ấy nhờ một người thợ may cắt ngắn cái váy cho cô ta. Đúng ạ. Đã viết bằng công thức have somebody vấp nguyên dạng. Bây giờ em viết bằng công thức của get. Nó sẽ có như sau. Get something. Chợ, get somebody thì tu vấp. Nào, xử lý cho cô câu đấy đi ạ Chứ, Cô nghĩ là cái phần này nó rất là đơn giản Mình Cô không hiểu các bạn ấy bảo là nó khó ở phần nào ạ? Nó rất là đơn giản thôi ạ Nào với câu này bạn sẽ xử lý được câu như nào ạ Câu với câu số 24 ạ Ok, với câu số 24 các bạn sẽ xử lý được câu đấy như nào nhỉ? Với câu số 24 cô sẽ có nhá. Người ta đang viết bằng công thức đó là have somebody cộng với nguyên dạng. Thế còn get somebody thì cộng to verb. Vậy cô sẽ có là She got, coi như là ở đâu có hết Cô thay bằng got, đúng không ạ? Cô vẫn dùng từ a tailor xuống Chợ a tailor xuống, Đằng sau này Cô dùng là công thức là get somebody để cộng to work Vậy là sẽ là to shorten Chợ her dress Ok chưa? Hoặc cô có thể viết có cách khác hay như sau Đó là she got her dress Rồi, nhưng mà chúng ta sẽ có là Get something để với work P2 P2 của shorten là shorten Thêm ed vào, đúng không ạ? By a tailor Xem chưa hai cách đều được nhớ hai cách đều được giờ xong chuyển cho cô sang câu số 25 cổ lên sắp sau rồi ờ, cô xin phép các bạn khoảng thời gian là uh, 10 phút nữa thôi là chúng ta sẽ xong bài cho nên chúng ta sẽ chọn vẹn bài hôm nay nhé với câu số 25 và câu số 26 là bị động của post bạn sẽ xem cho cô xem cái công thức bị động của post như nào xem cho cô như sau này nhìn cho cô vào trong cái phần công thức này của chúng ta một xíu cho đó là cái cấu trúc bị động với từ post cô sẽ có như sau này Chủ ngữ của nó sẽ là it y hoặc it were cộng với import cộng với tu vấp cộng tân ngữ. Vậy chúng ta sẽ có như sau là cái anh tân ngữ này, đúng không? Anh ấy sẽ treo xuống làm chủ ngữ. Nhớ rồi nhá. Sau đó là ở đâu có y thì cô sẽ đổi thành can. Ở đâu có vua thì cô sẽ đổi thành khu cool. Nhớ cái quy tắc này. Đó là ở đâu có y thì đổi cho cô thành can. Ở đâu có vua thì đổi cho cô thành khu cool. Nhớ. Nếu như ở trên nó có tiền tố là im thì đổi cho cô thành not. Đằng sau là possible là nó đổi thành be. Chưa cả cái tu vấp này đổi cho cô thành be cộng vấp P2. Nghe cô giảng lại phần này này. Nhá. Ở trên động từ là y thì cô ở dưới cô đổi thành can. Cái chủ ngữ này là do cái anh tân ngữ này anh ấy trèo xuống. Nhá, Rồi này. Ở đâu có y thì đổi thành can. Ở đâu có gua thì đổi thành could. ở đâu có tiền tố là im thì đổi cho cô thành not. Rồi cả cái tu vấp để đổi cho cô thành be cộng vấp P2. Ok chưa? Thử nhá. Vậy thì cô sẽ có với câu số 25 của chúng ta. Với câu số 25 này, ở trên từ row của chúng ta đứng sau động từ to grow. Đúng chưa? Row này, y của chúng ta thì đổi thành can theo công thức. Ở trên có im thì đổi cho cô thành từ not. Cả cái to grow này đổi cho cô thành be. Grow đổi thành grown. In this Poor Sorry. Xong câu đấy của chúng ta chưa? Rồi nhá. Tương tự như vậy cô sẽ có với câu số 26 Chờ, Với câu số 26 các bạn sẽ xử lý được câu đấy như nào ạ? Nào tương tự như vậy bạn sẽ xử lý cho cô câu 26 đi ạ Với câu số 26 bạn sẽ xử lý được câu đấy như nào ạ? Ok tương tự như vậy thì câu số 26 em sẽ xử lý được câu đấy như nào ạ? Với câu số 26 cô sẽ có câu này như sau uh, Cô sẽ có là the paper The paper là tân ngữ đứng sau động từ hand in Đúng không ạ? Thế cô sẽ có là were là quá khứ Thì cô không dùng can mà phải dùng gì ạ? Could theo quy tắc Nhớ Ở trên có từ possible Tức là không có cái tiền tố im này thì cô bỏ qua cái từ nó Đây đằng sau nó chỉ cộng với be thôi Vớt P2 của từ hand là handed Chờ in Chờ sau đó lại đến in time Because chợ Jane Greene Chúng ta sẽ có cụm từ handed in là Rồi cái gì? In time của cô là một cụm từ khác Nên hai từ in đứng cạnh nhau không sao Được không ạ? Rồi tiếp này chuyển cho cô sang cái phần câu số là phần cách của 27 Với câu số 27 của chúng ta đó là Bị động của duty Với bị động của duty thì bạn sẽ xem cho cô công thức như sau này Đó là với cấu trúc câu Với it is one duty to verb Cấu trúc chủ động của nó sẽ là It is one duty to verb này Khi nó chuyển sang bị động cái once này Tính từ sở hữu này đổi cho cô về chủ ngữ nhớ ạ rồi sau đó đến dùng với to be này sau đó cho thêm cho cô cái từ suppose đằng sau cộng với to verb cái này rất là đơn giản thôi cô sẽ có như sau ví dụ câu trên này it is everyone duty to keep the environment clean Thì cô sẽ có là everyone này đưa xuống đây làm chủ ngữ vẫn là everyone everyone thì dùng với to be là is đằng sau dùng suppose to keep the environment clean không đổi gì cả thì cô sẽ có nhé. Với câu số 27, cô sẽ có như sau này. Uh, you. Tại sao lại you? Do này, đổi thành you. Được ạ. You thì dùng với to be là gì thôi? You are. Sau đó, you chi đổi cho cô thành support theo công thức như vừa lấy cô bảo với em ấy. Chờ, supposed to twice the report before the meeting. Ok? You are supposed to twice the report before the meeting. sao chưa? Xong chưa? Hand in là một cụm từ và in time là một cụm từ. Vậy nên nó là hai cụm từ đấy vô tình nó đứng cạnh nhau giống như kiểu là giữa dòng đời đúng không ạ tự nhiên mình vô tình gặp lại thôi chứ vô tình mình chạm vô tình mình đứng cạnh nhau thôi chứ không có chủ ý gì cả không có gì sai lầm cả đúng không rồi, xong câu số 27, chuyển cho cô sang câu số 28, tương tự như vậy nhé. Phần này dễ, cô chữa nhanh này. Với câu số 28 có everyone, tống cái anh everyone xuống đây cho cô. Là sorry em, đầu câu phải viết hoa, đúng không ạ? Everyone, everyone thì nó sẽ dùng với to là y. E. Rồi, ở đâu có anh đi chi đổi cho cô thành từ support? Rồi, so đến to collect. Chấm chấm đằng sau không đổi gì cả, rất là dễ, đúng không ạ? Rất là dễ nhá. Ok chưa? Rồi. Tiếp vậy chuyển cho cô sang câu số 29. Với câu số 29 sắp xong rồi, cố lên. Nhớ hôm nay 2K2 rất là ngoan, 2K2 2K3 rất 2K4 rất là ngoan nhá. Buổi đầu tiên nhưng cô cảm thấy rất là hài lòng và tự hào về các bạn. Nhờ, các bạn học rất thực sự rất là tích cực, đúng không ạ? Tích cực đến những phút cuối cùng. Rồi chúng ta sẽ có với cái phần câu số 29 của chúng ta. Với câu số 29 thì bạn xem cho cô đó là bị động của từ Ở dạng câu chủ động nó sẽ là somebody cộng với nick cộng với to verb Khi nó chuyển sang bị động nó sẽ là something, something tức là chỉ vật đấy, đúng không ạ? Cộng với nick cộng, cộng verb in hoặc là something cộng nick to be và p2 Công thức này có nghĩ là các bạn ok thôi Vì cô sẽ có với phần này của chúng ta nhá Thì cô sẽ có như sau này You need to write a thank you letter Viết lại bằng a thank you letter, đúng không ạ? Về cô sẽ có là a thank you letter là something này Sau đó cho cái anh ấy này xuống Không đổi Nhưng mà a là một Thì ở đây động từ đi của cô phải thêm s Rồi có hai cách viết Hoặc là chúng ta sẽ dùng nó là verb in Nó là writing Hoặc là em có thể đổi với thành to be written Chưa? to be written When you come home Đằng sau không đổi Chưa? when you come home Đằng sau không đổi Ok chưa Rồi còn đúng một câu 30 là chúng ta xong với câu số 30 Cô sẽ có, đó là bị động của suggest Chúng ta sẽ có cấu trúc Đó là cấu trúc suggest cộng với verb in chợ Khi nói chuyển về bị động Nó sẽ viết như sau suggest Cộng với that Cộng với tân ngữ Cộng với should chợ Cộng với be Cộng với verb 2 Như này nhá Tân ngữ lấy ở đâu ra Nó sẽ có là suggest Cộng với verb in Cộng với tân ngữ Khi nó viết về bị động Nó sẽ là suggest Cộng với that Cộng với tân ngữ Dạ, tân ngữ là đứng sau cái anh vô binh này. Sau đó cộng với should đi vấp P2. thì cô sẽ có với câu số 30 của chúng ta, chúng ta sẽ xử lý được câu đấy như nào ạ? Chờ, ok, với câu số 30 các bạn sẽ xử lý được câu đấy như nào đấy ạ? Nào, với câu số 30 các bạn sẽ xử lý được câu đấy như nào ạ? Nếu câu 30 các bạn sẽ xử lý được câu đấy như nào các bạn nhỉ? Ok, với câu số 30 cô sẽ có là Theo công thức như vậy, đúng không ạ? Cô sẽ có là I that Thì cô sẽ có putting là vấp bình này đằng sau Tân ngữ của cô sẽ là the matter Thì nó sẽ là the matter Rồi sau đó đến gì ạ? Truth Sau tiếp theo đến gì ạ? Be put 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 ba dạng giống nhau đúng không to the committee chợ committee ok xong câu đấy của chúng ta cô đọc lại nhé I suggest that the matter chợ that the matter sorry I suggest that the matter should be put to the committee ok các bạn thân mến, vậy là sau thời gian là 1 tiếng 10 phút Hôm nay cô Trang Anh vào rất đúng giờ chợ, Và cô hy vọng rằng là À, với 2K2 thì cô sẽ là người đúng giờ hơn. 2K1 thì cô thường hay không đúng giờ mấy, đúng không ạ? Thì sau thời gian là 70 phút, đúng không ạ? 70 phút cô đã hỗ trợ các bạn được 11 phần bị động đặc biệt này. Bạn nhớ chưa cô là buổi học hôm nay của cô chỉ mang tính chất hỗ trợ các bạn. Cách các bạn vận dụng những công thức đó và định hướng cho các bạn cái cách học với bị động đặc biệt thôi. Còn để thành thạo được phần này các bạn nhớ là các bạn phải làm nhiều bài tập, động đi động lại nhiều lần nhá đặc biệt là hướng tới kỳ thi của chúng ta là thi trắc nghiệm, đúng, thì cái phần bị động nó sẽ ghép vào trong trắc nghiệm như nào thì bạn nhớ cho cô là 9 giờ tối mai, 9 giờ tối chủ nhật, cô sẽ vẫn đi tiếp với phần này nhưng mà cô sẽ nhấn vào những phần sau đó là phần bị động đặc biệt là một này, Nhá, tối mai nhá, cô sẽ đi vào phần bị động đặc biệt này, chưa? đó là phần rút gọn mệnh đề ở dạng bị động, chợ rút gọn mệnh đề ở dạng bị động năm nay thi có câu này, đúng chưa? Và phần bị động của tu vấp và bị động của vớp in nhấn ba phần này Tức là bị động của danh động từ và động từ nguyên mẫu Tức là tối mai cô sẽ đi với các bạn, với cô sẽ hướng dẫn các bạn cái phần đó là Bị động trong câu hỏi trắc nghiệm Cụ thể sẽ đi về phần bị động đặc biệt Rút gọn mệnh đề ở dạng bị động và bị động của danh động từ và động từ nguyên mẫu Ok Hẹn gặp lại các bạn vào 9 giờ tối mai Lát nữa cô sẽ đăng tài liệu cho các bạn trong buổi ngày mai nhé Tại biệt các bạn